Mình đi mình rất là dễ bị đụng đầu. Và đặc biệt là khi mà đội trên đầu chiếc vương miện này nữa thì Ngọc càng phải cẩn thận. Tại vì đi qua một cái cửa đó là chiếc vương miện nó có thể bay xuống đất luôn. Ngọc còn muốn cao thêm 15cm nữa để có thể chọn 2m. Lê Nguyễn Bảo Ngọc, sinh năm 2001. Cô là Á hậu mà hoa hậu thế giới Việt Nam. Miss World Việt Nam 2022 gây ấn tượng với chiều cao khủng lên đến 1m85. Với chiều cao này, Bảo Ngọc chính là nàng hậu có chiều cao khủng nhất trong làng hoa Á hậu Việt. Trước Bảo Ngọc, Hoa hậu Việt Nam 2008, vì Dung là người nắm giữ kỷ lục này với chiều cao lên tới 1m84. Ngoài ra, những nàng hậu Việt khác cũng được biết đến với chiều cao khủng có thể kể đến như Á hậu một Hoa hậu Việt Nam 2016 Ngô Thanh Thanh Tú cao 1m81, Hoa hậu Hải Dương 2006, Hoa hậu đẹp nhất châu Á 2009 Hương Giang cao 1m80, Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy cao 1m79,5. Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 lưng Thủy Linh cao 1m78. Về phía Bảo Ngọc, người đẹp sinh năm 2001 không chỉ gây ấn tượng với chiều cao khủng, ngoại hình nổi bật mà cô còn thu hút sự chú ý bởi thần thái tự tin, cách ứng xử thông minh, khéo léo. Tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, ngoài ngôi vị Á hậu 1, Bảo Ngọc còn giành hai giải thưởng phụ là người đẹp thời trang và người đẹp nhân ái. Trước đó, Bảo Ngọc từng lọt top 22 Hoa hậu Việt Nam 2020. Trong cuộc giao lưu trò chuyện mới đây với Tin, Bảo Ngọc đã có nhiều chia sẻ thú vị về chiều cao khủng của mình cũng như về ngôi vị Á hậu một hoa hậu thế giới Việt Nam 2022. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Á hậu một của Miss World Việt Nam 2022. Cô gái 1m85 như Bảo Ngọc thì sao nhỉ? Thì có vấn đề gì không nhỉ? Thực ra là với cái chiều cao ấn tượng thế này thì không biết là trong cái cuộc sống thường ngày thì hay là trong công việc thì bạn có gặp một cái khó khăn hay là cái vướng mắc nào không nhỉ? Trong cái cuộc sống của Ngọc á thì uh, chiều cao nó có hai mặt lúc nào thì nó cũng mang cho mình một cái sự chú ý nhưng mà không phải là một sự chú ý thì lúc nào cũng tích cực và còn một cái điều tiêu cực nữa đối với chiều cao của mình á, đó chính là mình đi mình rất là dễ bị đụng đầu và đặc biệt là khi mà đội trên đầu chiếc vương miệng này nữa thì ngọc càng phải cẩn thận tại vì đi qua một cái cửa đó là chiếc vương miệng nó có thể bay xuống đất luôn thì đó cũng là một cái vấn đề nho nhỏ thôi còn ngoài ra thì trong cuộc sống còn lúc còn bé á, thì chiều cao nó cũng là một cái mà khiến cho ngọc lúc nào là cũng ngồi hàng cuối đứng hàng cuối và luôn gọi là cũng đôi khi cũng bị chiêu chọc nhưng mà rồi mình học cách để thỏa mãn với những gì mà mình có và mình trân trọng hơn cái cái chiều cao của mình và đó, đến bây giờ thì ngọc còn còn hay đùa là ngọc rất là thích cái chiều cao này và đôi khi là ngọc còn muốn cao thêm 15 cm nữa để có thể chọn 2 mét như vậy đấy những chiều cao của bạn thì là có cái phần tích cực cũng có phần tiêu cực đúng không à, phần tiêu cực từ hôm đăng quang đến giờ thì mọi người tự nhiên vì cái chiều cao của bạn mà lại bảo cảm giác lại đi lấn át hoa hậu Thế thì không biết là Bảo Ngọc có cảm thấy là phiền lòng bởi vì là vô tình là cái chiều cao của mình đã trở thành một cái điểm bất lợi khiến cho người ta chỉ trích mình hay không? Thật sự là rất là cảm ơn chị vì đã dùng từ vô tình tại vì chiều cao thì có thể đụng thêm nhưng mà em không thể nào cơ cưa bớt cái chân mình được. Cho nên là phải chăng là nó cũng là một cái sự chú ý mà tiêu cực. À, nhưng mà mình cũng mong là mọi người thay vì là cắt cớ đem cho mình những cái lời những cái lời thật sự là nó cũng khá là vô ý á thì mọi người cũng có thể là đóng góp cho mình một cách là nó xây dựng hơn hoặc là có những cái sự thông cảm đối với top 3 tụi mình à, tại vì một cái điều gì đó bất thường thì thường nó sẽ gây ra sự chú ý thôi và Ngọc thì cũng rất là sẵn sàng cởi mở để nghe những cái sự góp ý nhưng mà đối với những cái bình luận mà nó gây ảnh hưởng đến top 3 thì Ngọc sẵn sàng là gạt nó qua một bên để bảo vệ chị em mình và cũng như là bản thân mình Yeah, và cũng vì vậy thì mai phương cũng bảo vệ bảo ngọc ngay trên đây luôn đó là ừ. cô gái này cao mét thấm long mà cận, thậm chí là không cần làm gì cũng được quá nổi bật và cũng chính vì cái việc mà bảo ngọc uh, sải chân rất là dài và đi ừ. sải chân dài cho nên là tất nhiên là sẽ đến cái điểm đến nó trước rồi thì đồng thời là bảo ngọc cũng sẽ giang tay ra và đỡ hai chị em còn lại cho nên là đó là những cái mà quý vị chưa kịp nhìn thấy nên là hy vọng mọi người sẽ có những cái nhìn nhận đúng đắn hơn ừ. bảo ngọc thì không biết là bạn đầu tư như thế nào cho cái hành trình năm nay so với cái những cái cuộc thi trước mà bạn đã tham gia thì nó có tốn kém hơn nhiều không? Thật ra Bảo Ngọc cũng là một ví dụ để minh chứng cho thấy là sự hỗ trợ của ekip thật sự rất là nhiệt tình Bởi vì cái năm đầu tiên mà mình thi là tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 Thì mình đến đó đúng nghĩa là chỉ với hai bàn tay trắng và chỉ có tấm thân này thôi Thì Bảo Ngọc không có váy vóc, cũng không có những kỹ năng, cũng không có Uh, gọi là một chút cái kinh nghiệm nào trong cái ngành cái lĩnh vực này cả. Nhưng mà khi mà các anh chị ekip và đặc biệt là ban tổ chức họ nhìn thấy được cái tâm huyết và cũng như là uh, những cái tiềm năng của mình á thì họ luôn hỗ trợ mình rất là hết mình và luôn hỏi coi là bản Ngọc có thiếu gì không, có thiếu đầm hay không, để có thể là hỗ trợ mình một cách rất là 100% luôn. Thì Ngọc cũng rất là cảm ơn mọi người. Thật ra năm nay mình đến đây thì mình cũng có sự đầu tư kỹ lưỡng hơn một xíu, chỉ là để đỡ cực cho ban tổ chức thôi. Bởi vì bản thân bản Ngọc là một người cũng khá là cao, không hề cao luôn, chỉ có 1m85 thôi, nên mỗi lần mà tìm đồ thì cũng rất là khó. Thôi chẳng hạn như ngay bây giờ đây tại Miss World Việt Nam sau khi mình là cương vị Á hậu 1 rồi á thì các anh chị stylist lúc nào cũng phải rất là khổ cực để tìm những bộ váy mà đủ dài hay là những đôi giày mà đủ to cho cái thân này. Vâng trong cái cuộc họp báo sau đăng quang thì Bảo Ngọc có chia sẻ là bạn có cái chút tiếc nuối với cái vị trí Á hậu 1 bởi vì là à, vượt mất cái cơ hội đi thi uh, cuộc thi quốc tế tuy nhiên là bạn cũng nói rằng là biết đâu là Bảo Ngọc sẽ quay trở lại với một cái cuộc thi À, quốc tế lớn hơn, đúng không? Vậy thì không biết là cái cuộc thi quốc tế lớn hơn mà Bảo Ngọc à, muốn nói ở đây là gì? Đó, với Ngọc á, cái vấn đề nó không nằm ở cái việc là danh hiệu hay là vị trí mình ở đâu á. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á là Ngọc rất là muốn mọi người có thể nhìn được những cái tiềm năng, những cái khả năng của mình và cho Ngọc một cơ hội để đại diện Việt Nam ra với quốc tế. Tại vì vào cái ngày mà vào cái ngày chung kết, cái đêm chung kết, thì Ngọc cũng đã có cơ hội để gọi là hô to hai tiếng Việt Nam trong phần ứng xử của mình thì cái cảm giác cái lúc đó thật sự là nó sợn ra cả mình chỉ có một mong ước duy nhất thôi để có thể cất hai tiếng Việt Nam lên trên thế trường đấu trường quốc tế bạn nghĩ đấy là cái cái mục tiêu lớn của mình nhưng mà người khác sẽ bảo đấy là bạn là một người tham vọng và có thể không tự lượng sức mình khi mà muốn tham dự một cái cuộc thi lớn trên thế giới Ngọc nghĩ là có lý do mà Ngọc ngồi ở vị trí Á hậu một nghĩa là Á hậu một thì cũng là một cô gái có thể đủ những cái tố chất để có thể đại diện Việt Nam ra đến đấu trường quốc tế thì thật sự là công tâm mà nói thì đây không phải là góc nhìn chủ quan của Ngọc mà là góc nhìn khách quan của rất nhiều người cho nên là Ngọc cảm thấy là nếu mà nhiều người đã bật tín hiệu cho mình một cái nền đèn xanh và cho mình một cái nền tảng như vậy rồi á khi tội tình gì mà mình không cố gắng hết mình và tội tình gì mà mình không cố gắng rèn luyện uh, rèn luyện và vung vun đắp cho mình một cái sự tự tin để mình có thể làm hết mình trên đấu trường thế giới đến thời điểm này bạn đã cảm thấy là mình đã hội tụ đủ tất cả những yếu tố để tham dự một cái cuộc thi quốc tế lớn hay chưa cái lời này thì Ngọc nghĩ là Ngọc không phải là người quá là khách quan để nói Nhưng mà mọi người nếu mà xem lại phần hợp báo thì cái này là Ngọc Trích thì chị Phạm Kim Dung Thì chị Phạm Kim Dung nói là cô Hoa Hậu và cô Á Hậu này là chắc chắn phải được xuất khẩu Thì cái này là cũng là một cái lời mà gọi là thay lời mình muốn nói đó Và mình được một cái sự công nhận của người khác thì Ngọc nghĩ là một cái góc nhìn công tâm nhất rồi Khi mà chúng ta không còn là những nàng hậu không còn là những cô gái đeo vương miện đeo tiara, đeo sắc nữa thì ở ngoài đời chúng ta có những cô gái bình thường chúng ta có những sở thích nào đặc biệt? Có thể chia sẻ bật mí một chút với khán giả đi. Ngọc thích đi phượt. À, đặc biệt là thích đi gọi là đi xa và đi bằng xe máy. Thì cái lần gần đây nhất mà Ngọc từng đi là 700 cây số từ thành phố Hồ Chí Minh lên Bảo Lộc, lên Đà Lạt rồi về Khánh Hòa. Thì mình đi cũng có những cái lý do riêng và cũng có một cái phần nữa là mình muốn đi mình khám phá nhưng mà ngọc nghĩ là nếu mà mọi người đào lại facebook của ngọc thì mọi người sẽ thấy những cái tấm ảnh rất là buồn cười tại vì lúc mà mình đi thì như chị nói khi mà đã không có không có trên đầu chiếc vương miện thì mình là một cái phiên bản nó rất là khác một cái phiên bản mà gọi là nhìn đôi khi nó cũng hơi khó hiểu thì ngọc nghĩ là tất cả cô gái ở đây thì ngoài cái hình ảnh là hoa hậu á hậu đây thì đều có những cái điều mà rất là thú vị và rất là hài hước mà mọi người có thể tìm hiểu